Hello Dung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ xin mời mọi người uống cà phê sáng với Dung nha. Và Dung xin có vài lời muốn tâm sự về cái video kế tiếp của Dung nha. Mới mua một bịch cà phê Trung Nguyên. Nhiều khi Dung pha một ly một ca cà phê đen đá rồi, nhưng mà bây giờ Dung uống ở nhà trước mỗi ngày là cà phê Trung Nguyên. Cà phê gói này thì mình phải uống 2 gói một ngày thì nó mới đậm đà. Dâu ra cho mẹ ngồi con. Dâu, trời ơi coi nè. Ra đi con. Trời ơi, ai cho uống. Thôi bắt ghế ngồi chế nè. Ra đi con. Ra. Ngồi chung nha. Đó, cũng nhảy xuống. Hôm nay Dung quyết định uống cà phê trong nhà, tại vì ở ngoài trời nó lạnh lắm nên uống cà phê trong nhà. Chắc mà ai theo dõi cái Facebook của Dung chắc thế nào cũng sẽ biết cái background phía sau lưng Dung. Đó là cái cánh cửa. Cánh cửa đó là Dung hay chụp hình về bán áo dài cả nhà. Cho nên Dung vẫn để trang trí như vậy. Rồi khi nào Dung cần chụp áo dài thì Dung cứ việc máng lên Dung chụp thôi. Thì Dung xin bật mí về cái video kế tiếp của Dung á. Thì nó như thế này. Vô tình sáng nay Dung rảnh chút xíu giờ thì Dung vô cái YouTube Studio của cái kênh của Dung. Thì Dung bấm vô cái phần bình luận. Tại vì trước đó Dung có một cái video á nói về chẩm chéo của Sapa TV. Thì Dung thấy những cái comment rất là tiêu cực. Cho nên Dung giống như là Dung không quan tâm tới nữa, Dung không có quan tâm tới cái comment. Tại vì rất là nhiều cái comment tiêu cực, kiểu như là chửi mắng Dung, rồi la ó Dung, rồi bình phẩm những cái lời lẽ không có hay. Thời gian qua Dung dừng video một thời gian cũng là vì cái giống như là bị stress á. Thì và có cũng có vài cô tới tiệm của Dung, cô không có nói ra Dung ơi, cô thấy bình luận đó cô không có nói thẳng, mà sau đó Dung mới nghĩ ra. Thì cô nói là cháu làm YouTube á, cháu đừng có để ý những cái lời mà người ta nói. Nếu mà cháu mà để ý những cái lời mà người ta nói á, thì cháu sẽ không có làm được gì đâu. Thì cháu cũng thì Dung cũng dạ dạ cảm ơn cô, nhưng mà nói ủa cái gì là cái gì mà. Sau đó sáng nay thì Dung bật vào cái kênh của Dung trong cái phần YouTube Studio, có nghĩa là nó sẽ sổ ra hàng loạt những cái tin nhắn, những cái comment mà Dung không có nhấn like. Thì Dung cũng xin thông báo luôn, sáng nay là Dung quyết định, có nghĩa là Dung dám đương đầu về những cái bình luận tiêu cực. Có nghĩa là sắp tới cho dù chửi mắng Dung hay là cái gì, Dung vẫn bấm like vô. Có nghĩa là Dung chứng minh là Dung đã có đọc cái tin đó. Còn trước kia là Dung có đọc nhưng mà Dung không có bấm. Rồi có một sau khi có những cái bình luận tiêu cực nhiều quá thì Dung không có quan tâm tới nữa. Thì sáng nay chính thức là Dung bấm like hết tất cả. Thì có những cái bình luận tiêu cực đó, nếu mà hôm nay các anh hay là các chị hay là các em, Dung nghĩ người lớn tuổi người ta sẽ không làm điều đó đâu. Dung nghĩ là chắc những người bạn trẻ tuổi cho nên nói những cái lời lẽ xúc phạm Dung thì Dung vẫn chấp nhận. Dung bấm like vô hết luôn. Thì trong đó có cái bình luận mà tiêu biểu nhất và bây giờ trên cái trang kênh của Dung á, cái video mà vẫn hot hòn hòn, vẫn hot nhất và vẫn được nhận được sự quan tâm nhiều nhất, đó là cái chẩm chéo của Sapa TV. Dung không có phải dựa hơi hay Dung cố tình hay gì, vô tình thôi. Vô tình là Dung làm cái video đó trước khi Dung về Việt Nam. Và trong thời gian Dung ở Việt Nam thật sự luôn là Dung bị chết về những cái suy nghĩ đó. Tại vì cái trang, cái kênh của Dung á, nó rất là chỉnh chu, nó rất là nó giống như cái con người của Dung vậy đó. Kiểu như là không có bị chửi mắng nhiều. Tại vì Dung không có làm gây sốc một cái gì hết. Dung không có xúc phạm ai hay Dung nói hay là hạ bệ ai hay chửi mắng ai, mà người ta vô người ta chửi Dung quá trời. Trong thời gian Dung ở Việt Nam Dung bị chết cho nên Dung không có muốn phải nói là không có muốn làm việc được luôn á.
Tại vì tới cái lịch mà lên sóng á, thì Dung phải làm thôi. Cho nên hả, Dung cũng bị xuống tinh thần rất là nhiều lúc Dung về Việt Nam Dung chơi. Thật sự á, mấy năm qua là Dung cũng là khán giả, phải nói là khán giả rất là nhiệt tình và trung thành luôn, là Hải Sa, kênh của Hải Sa Pa TV và Phan Diễm và Phạm Dũng, rồi Song Hỷ, rồi Nga Sumo, nói chung là team của các bạn rất là đông và Dung là khán giả của các bạn, coi như là Dung coi hết luôn, không phải gì Dung coi để mà Dung Dung soi mói, Dung nói thẳng luôn, Dung coi để Dung học hỏi cái cách review, học hỏi về cái cách dẫn chuyện và học hỏi về mọi thứ luôn. Thì Dung không có phải là Dung muốn hạ bệ ai hay là hạ bệ cái sản phẩm nào đó, vô tình cái có thể là do cái gương mặt của Dung nữa, nó không có được tươi. Thì ở ngoài đời thì Dung cũng không có phải như trong khung hình đâu, đôi khi trên máy quay á, là Dung nhiều khi Dung tập trung vô cái câu nói của mình, đâm ra Dung có suy nghĩ trước khi Dung nói, cho nên nó hả, nó cũng cái gương mặt nó cũng không có được tươi cho lắm. Thì những cái comment của các bạn nó cũng là cái gợi ý để cho Dung làm cái video tiếp theo, để Dung nói một lần cho nó xong. Vì cứ comment vô chửi Dung mà trong đó cái video đó nó đã qua rất là lâu rồi, Dung không có muốn đá động gì tới nữa hết, nhưng mà các bạn vẫn vô chửi Dung. Như chẳng hạn như cái bạn này ghi rất là dài luôn nè, không hiểu bạn này kiểu gì. Kêu là xem Hải Sa Pa và Phạm Dũng nhiều lần pha chẩm chéo rồi mà lại pha như thế. Nếu không ăn được cay thì cho ít chẩm chéo thôi, đổ ra một đống ra đĩa rồi cho ít nước vào chấm khô như vậy sao, chả cay. Nếu cho nhiều như vậy cũng được nhưng phải cho ra tô đổ nước vào. Xem video này quá thất vọng luôn, bó tay. Thật sự nhìn pha chẩm chéo xem mà bực mình thật, nếu nói hơi quá thì pha quá ngu. Nó còn một khúc nữa cơ, nhưng mà tới cái câu này là Dung muốn dừng rồi. Tại vì các bạn nói là Dung ngu, nếu mà Dung ngu á, thì Dung đâu có làm cái kênh YouTube tới ngày hôm nay, đúng không? Nếu mà Dung ngu á, thì Dung đâu có để cho kênh YouTube của mình nó trôi đi, nó mất đề xuất, là sau đó Dung tự lấy lại đề xuất. Rồi còn nếu mà các bạn mà mới bắt đầu làm kênh YouTube á, mà muốn Dung chia sẻ cái cách nào để lấy lại đề xuất thì cứ liên hệ với Dung. Tại dù sao Dung cũng làm kênh YouTube cũng 3 năm rồi, nhưng mà trong thời gian đó Dung bỏ gần tới 1 năm. Và Dung trong thời gian mà Dung làm lại, Dung lấy lại đề xuất á, thì Dung lại bỏ. Nói chung là khi mà cái kênh YouTube á, làm YouTube nó làm ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của Dung nhiều lắm. Nếu Dung cảm thấy mà stress là Dung bỏ và trôi tuột. Nếu mà các bạn làm YouTube, các bạn sẽ thấy là mình xem trong cái phần phân tích YouTube Studio sẽ thấy cái lượt hiển thị lớn nhiều thì nó sẽ liên quan tới view và like hoặc là share, nói chung là rồi comment, rồi lượt người đăng ký, nói chung là lượt hiển thị nó rất là quan trọng. Cho nên Dung đã bị chi phối bởi những cái comment rất là nhiều. Rồi có bạn thì nói Dung là review chưa đúng cách mà bày đặt review. Rồi Dung đã nói là Dung làm theo theo cái cách của Dung mà, tại vì cái này là Dung thử sản phẩm, các bạn nghe thật là kỹ nha. Dung khi mà Dung làm video đó là Dung thử sản phẩm, chứ không phải là Dung nói ơ hôm nay Dung ăn chẩm chéo Dung Dung ấy. Nói chung là Dung thử sản phẩm, thử thẳng sản phẩm có nghĩa là mình có quyền thử theo ý của mình. Đó, nói chung là rất là nhiều cái comment mà nếu mà ai theo dõi cái kênh của Dung á, thì sẽ nhìn thấy cái những cái comment đó. Dung đã nói là Dung làm Dung không có xóa đi, Dung vẫn để nguyên cái những cái comment đó, đó là cái động lực cho Dung và cái kinh nghiệm cho Dung nữa. Thì rất là nhiều cái comment ở dưới, tại vì cái video này là phải nói là rất là nhiều comment và cũng rất là nhiều người đăng ký. Cái video này á, có hơn 1.000 người đăng ký cho Dung qua cái video này luôn. Đó, và cái video này cũng giúp cho Dung kiếm tiền nhiều nhất. Cho nên nó hả, Dung cũng không có khe, Dung không có ngại. Thì đối với Hải Sapa thì phải nói là rất là tốt và rất là hiểu chuyện. Tại vì lúc mà Dung đang ở Việt Nam á, Hải có gọi điện thoại cho ông xã Dung và
Và nói là anh chị có rảnh không, đi ra Hóc Môn nhậu với tụi em đang quay ở bên này. Thì quả thật cái lúc đó, cái thời gian đó là gia đình Dung á, với ăn cơm với nhau, gia đình Dung đang tập trung, đang tập hợp ăn cơm với nhau, nên Dung không có sắp xếp đi qua được. Mà Hải thì lại di chuyển liên tục chứ không phải là ở một nơi, thì Hải còn phải đi làm video nữa, cho nên Dung nghĩ là thôi cũng phiền, cho nên Dung không có ra gặp. Hải rất là nhiệt tình á. Nói chung là ông xã Dung đã trao đổi với Hải 2 lần, nếu mà Dung là một người muốn dựa hơi và muốn đưa cái kênh mình lên mạnh đó, thì có thể là vợ chồng Dung sẽ chớp lấy cái cơ hội và sẽ phi ngay tức khắc ra đó liền để mà gặp Hải. Nhưng mà Dung nghĩ là cái đó là mình lợi dụng hay là mình cái gì Dung không muốn làm. Tại Dung muốn là cái gì phải thật là tự nhiên, phải thật là tự nhiên, chứ không thể nào mà cố tình sắp đặt sắp xếp hay gì. Dung không có muốn cái điều đó. Qua cái những cái comment này là để cho Dung sẽ làm cái video kế tiếp, thì Dung cũng mong rằng mọi người sẽ hiểu đúng về Dung, về cái con người của Dung. Có những lúc mà Dung đi quay video, Dung nói thật luôn, có những lúc Dung đi quay video, Dung Dung ăn lần thứ nhất Dung thấy không ok, Dung cố tình Dung quay lại Dung ăn lần thứ hai Dung mới quay, chứ không phải là Dung ba chớp ba nháng để mà lấy video đâu. Và 2 lần thì cái thịt nó vẫn như vậy, nó vẫn hôi và nó vẫn phải nói là không thể nào ăn được luôn, và Dung không có nói trên video. Quay xong Dung cúp máy, Dung đi thẳng vô nhà bếp luôn, Dung đi thẳng vô nhà bếp, Dung góp ý với họ luôn. Dung nói là cháu góp ý là để muốn cái quán của mình nó đã đông rồi và cháu muốn cho nó được tốt hơn thì cháu mới góp ý, nếu mà chú có gì cho cháu xin lỗi, tại vì cháu sẽ không có đưa lên video đó. Dung là người rất là có tâm, tại vì có những cái sản phẩm mà Dung cảm thấy không có hài lòng Dung cũng cắt đi, Dung không đưa lên video, không phải là để lừa gạt khán giả hay là cái gì hết. Nhưng mà Dung sẽ nói với lại cái chủ sản phẩm đó, không nên lấy cái đó về bán nữa. Tóm lại là qua cái video hôm nay, Dung xin chia sẻ là Dung sẽ làm tiếp một cái video về sẩm chẩm chéo Sapa TV một lần nữa, để Dung Dung không có bị chửi nữa. Tại vì thật sự là Liên Phạm chia sẻ với Dung là sau cái video của chị em bán rất là nhiều, và không phải khán giả mua 1 2 hũ mà thậm chí có khán giả mua một lần 10 hũ luôn. Và có cô chú tận San Diego rất là xa chạy xe lên Lido Sài Gòn mua mấy hũ về ăn, tại vì cô chú rất là thích cay. Thì có một bạn cũng comment vô cái kênh của Dung luôn, là bạn đó tìm hiểu về ớt Trung Đoàn. Thực ra bây giờ Dung mới biết luôn, tại vì Dung không có nghĩ ra mình có thể mình search lên Google để người ta cho mình biết ớt Trung Đoàn là ớt gì. Nhưng thực ra là nó đúng như cái tên của nó luôn, ớt Trung Đoàn có nghĩa là một trái ớt cả một Trung Đoàn ăn, có nghĩa là nó rất là cay đó. Thì quả thật là như vậy. Thì Dung cũng bây giờ Dung mới biết là ớt Trung Đoàn là một cái loại ớt mà phải nói cay nhất ở Việt Nam mình. Thôi Dung cũng xin khép lại video ở đây ha. Và Dung cũng xin gửi lời cảm ơn Hải Sapa TV đã có lời mời để gặp vợ chồng Dung. Và sắp tới đây Dung sẽ ra một cái video kế tiếp nói về cái sản phẩm chẩm chéo, và Dung sẽ làm đúng những chỉ dẫn là phải có heo, và Dung sẽ làm một cái món ăn để liên quan tới cái món chẩm chéo đó. Thì mong rằng cũng được sự đón nhận của các bạn, và cũng đừng có chửi Dung nữa nha. Dung cũng mong rằng tương lai Dung sẽ có duyên gặp được Hải Sapa TV để Dung giao lưu, và Dung sẽ có thể ra Tây Bắc, nhưng mà không phải thời gian gần đâu, tại vì có thể là vài năm nữa, tại vì con gái Dung học có kết quả tốt thì Dung sẽ cho con gái Dung một cái gì đó gọi là phần thưởng, là đi về Việt Nam chơi. Cho nên Dung xin hẹn thời gian tới, không biết là lúc nào Dung sẽ về Việt Nam và sẽ gặp Hải ha. Thôi Dung xin được kết thúc video tại đây. Dung xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Dung nha. Bye bye.